Coi nha. Thì đây là những cái que David đã làm sẵn ha. Các bạn thấy David đã làm sẵn những cây này đây. Thì cái nền của nó đó, mấy bạn nên nhớ là cái nền của nó mình làm cái màu nào cũng được hết. Cái nền nó không thành vấn đề. Thì bây giờ sẽ David sẽ làm những cái màu là những cái màu candy này đúng không? David sẽ dùng những cái màu này, David sẽ làm ombre cho mấy bạn coi. Hello Thúy Tiên Tiên. Có em Thúy Tiên Tiên này ha, rồi có em Thúy Tiên Liên này ha. Trời ơi, ngày hôm nay mình gặp nhiều Thủy Tiên quá. Có em nào Thủy Tiên cá không? Em khỏe không em? Hello Vivian, hello Hương Trần. Đó. Thì mấy bạn thấy là David đã deep, đây là cái này là deep hết tất cả nha mấy bạn. Cái này là mình đang nói về deep ombre nha. Deep ombre một nốt nhạc. Thì cái ombre một nốt nhạc thì mấy bạn thấy nè. Đây là những cái cây là những cái cây này là cây candy, là cái màu candy David deep xong này. Ok bạn theo. Sau khi mình dip xong mới lại cái này thì mình sẽ sơn cái chai mát này lên để mình làm ombre một nốt nhạc. Nè mấy bạn coi. Thì cái ombre một nốt nhạc mấy bạn nhìn thấy là mình sẽ sơn cái những cái màu solid đó, là mấy bạn cứ tiếp tục, mấy bạn đi cho David là bỏ vô đèn hơ 60 giây ha. Mình sẽ từ từ mình sơn, mình bỏ nó vào để cho mấy bạn coi. Hello Caroline Case, hello LC, em khỏe không? Nè mấy bạn coi nè. Wow, Hà Lan em thả tim nhiều quá, cảm ơn em nhiều. Mấy bạn coi này, mình test nó vào nha. See how I did that? I just gonna polish matte gel on top of this. I'm gonna cure them. So after I cure them, I'm gonna dip them into another solid color, so I can do my ombre easily. Which is everyone can know how to do them. Ciao, Caroline. Hi. How are you? Ok, mấy bạn coi ha. Đây là mình đã xong rồi, mình chỉ có cần sơn. Cái này là mình đã dip xong hết rồi nha, mình chỉ cần sơn. Bây giờ mình đang sơn mát lên thôi ha. Rồi sau đó mình sơn mát lên nè. Actress. Hi my friend, how are you? Are you back to work? Yes, mattress. Actress Morales, are you back to work yet? Florida already back to work and is everything going well? So, you know, hopefully it's gonna be like that. Hai là hai nhân em. Hopefully it's gonna be like that for you know, for good. And I want to go back to work because I'm spending so much money lately. Repair company, no money coming in, but we spend money to do a lot of things. Ok, mấy bạn coi đây ha, đây là những cái màu mà mình có thể mình làm ombre một nốt nhạc được. Đây mình sẽ để sẵn đây cho mấy bạn coi ha. Cái màu, đây là những cái màu mà không có phải là cái màu solid cũng làm được. Có một số màu không cần phải solid. No, not yet. Ok, wow. Hopefully you go back soon. Đây là những cái màu là OM 50 mấy này. Mình sẽ làm ombre một nốt nhạc cho mấy bạn coi ha. Mình sẽ mở ra thì trong đó nó có những cái màu solid mình cũng làm được, nhiều màu làm lắm. Để lấy mình xuống lấy một hai màu nữa cho mấy bạn coi nhé. Solid 1 nè, solid 2 nè, solid 3 nè, solid 6 nè. Thấy không? Đây, đây. Đây là những cái màu solid này mình để sẵn đây cho các bạn coi nhé. Bạn thấy, ok. Mình sẽ mở ra, mình dip vào cái màu nào mình sẽ cho mấy bạn thấy. You need your daughter now? That's good. So you can practice. You can stay home and practice. You won't forget your technique. Ok, mấy bạn thấy là mình đã bỏ cái mát gel lên rồi ở trong đây và mình đã hơ đèn 1 phút rồi đúng không mấy bạn? Ok, thì bây giờ mấy bạn coi này, mình sẽ mở ra mình làm cho mấy con. Đây là bài màu này, màu là OM56A này. Mấy bạn thấy chưa? OM56A. Thì bây giờ cái màu này màu xanh ha. Thì đây mình sẽ dùng cái màu này màu vàng đi ha. Mình sẽ làm lên trên cái màu xanh cho mấy bạn coi. Nè. Ok. Nè, ok. Mình nhấp ở bên ngoài nhiều nhiều chút xíu ha. Rồi từ từ mình nhấp vào sâu, rồi mình nhấp bên ngoài lại nữa, rồi mình nhấp vào sâu, mình nhấp bên ngoài lại nữa. Rồi sau đó mình buông nó ra này, mình phủi bụi đi này. Đó.
thì mấy bạn thấy là cái màu xanh này nó không có gọi là màu xanh đậm đà lắm, nhưng mà nó vẫn chuyển cái màu ombre cho mình thiệt là dễ dàng. Mấy bạn hiểu chưa? Nè. Đó. Rồi đó. Ok, mấy bạn thấy không? Xong một cái nha. Giờ mình sẽ để cái này qua một bên. Rồi, bây giờ mình lấy cái màu này, màu 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 này đây đi, màu hồng đây đi. Mình lấy cái màu này sau lại là sau lịch 3 nha mấy bạn. Mấy bạn coi nè. Trước trước à, trước anh đi show deep ombre kiểu một nốt nhạc đút vô rồi nhấp nhấp mà em kiếm lại clip không thấy. Bây giờ anh đang deep nè. Anh đang đút vào rồi anh nhấp nhấp này em. Nhanh lên. Vào đây coi. Bây giờ em vào đây em coi. Đó, anh sẽ nhấp nhấp này, anh đút vào là nhấp nhấp là đút vào nhấp nhấp ra lấy ra nè. Đó, mấy bạn thấy không? Đây là cái màu này là cái màu solid 3 nha mấy bạn. Đây. Đây, solid 3. Thì mấy bạn thấy này, màu này màu cam này thấy không? Mình sẽ nhập vào đây là cái màu này nó mạnh hơn này, mấy bạn nhìn kỹ một hồi nó ra. Đó, thấy chưa? Nó dễ dàng lắm. Này mấy bạn thấy không? Nó ra rồi này thấy không? Rất là ngon này. Đó. Đó. Mình chỉ cần vậy thôi là mình sơn này, hai cái này. Để đây mình ghi nó xuống nha, cái màu nào để mình nhớ là cái màu nào để mình có những cái số của nó. OM56A. Cái này mai mốt là đây mình sẽ có số hết cho mấy bạn. Cộng OM56A. Ok. Còn cái này là màu candy 4 ha, mình sẽ cộng với cái màu solid 3. Ôi e xe dùm này nha, xe dùm anh đi Queen Phạm hello em. Rồi, bây giờ mấy bạn thấy không, cái màu này cũng khá đẹp ha. Mình sẽ dùng cái màu này và mình sẽ đi luôn cái màu hồng này vô thêm một cái màu này nữa này, các bạn nhìn kỹ này. Đó, thấy chưa? Nó rất là dễ dàng, mấy bạn phủi bụi đi thôi xong thôi. Chút xíu đây mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn sơn làm sao mà đừng để cho nó bị dính cho hay là bị dơ. Đó, cái này thêm solid 3 nữa này, các bạn nhìn kỹ này thấy chưa? Đây, solid 3 nữa này. Thấy không? Cộng solid 3. Tại vì những cái màu này nó ăn chung với nhau được hết, mấy bạn nhìn thấy chưa? Đó. Thì mình kiếm những cái màu nào nó có thể ăn chung mà đi chung chung một cái rông tông của nó thì mấy bạn đo chứ đưa nó vào thôi. Rồi, bây giờ David bỏ hai cái màu ra này. Đây dịch cái màu này là OM55B đúng không? Để bạn coi đây. Hai đài oxy đi. Nè, OM55B đấy bạn coi đây. Mình sẽ ra David làm ra nhiều lắm, David làm ra cầu 5-60 que đó để cho mấy bạn có thể lựa chọn được, mấy bạn có thể làm được theo này thấy không? Mấy bạn thấy không? Thấy chưa? Đó. Nè không, những cái màu này nó đều tông với nhau đi được hết á, mình nhìn cái là mình đi kiếm những cái màu là chung tông á, mình đi cho nó đẹp đó, mà nó dễ làm lắm, ai cũng làm ra được hết. Bây giờ cái màu này là cái màu OM55B thì đây mình sẽ ghi xuống cho mấy bạn thấy này, OM này cộng ha, OM55B thì mai mốt đó đây mình sẽ post lên hết tất cả những cái que này ở đây thì mấy bạn sẽ thấy được là những cái màu. Anh để tay vào chính giữa nha. Ok cảm ơn. Ok em. Chính giữa là đâu để anh coi lại nha. Đây chính giữa là cái hũ này nha. Rồi mấy bạn theo dõi. Mình để hơi xa quá. Để ra ngoài này thử coi. Rồi. Rồi như vậy rõ ha mấy bạn ha. Rõ không? Như vậy rõ rồi đúng không? Rồi ok. Để đi. Thì bây giờ nè. Cái màu này mình sẽ cất qua một bên nha. Cái màu này mình sẽ cất qua một bên này. Bây giờ mấy bạn thấy là mình sẽ tìm cái màu màu này hơi tím này, mấy bạn coi màu tím này. Đây. Cái màu này là thấy tím đậm không? Tím đậm này là cái màu này là OM55A. Thằng này là thằng B này, thằng này thằng A này. OM55A mình kiếm cái thằng nào mà nó có thể là đi chung được với nhau này. Mấy bạn thấy nhấp không? Đó, thấy nó ăn rơ không? Này nó ra là thấy chưa? Nhẹ nhàng này, OM55A này, cái này chỉ cần sơn top lên thôi là xong. Thấy chưa? Hello Ngọc Ngọc em, hello hello Danny em. Good. Ok rồi rồi, OM này cái này cộng này, OM này ha. 55A. Đó. Thì bây giờ mình có thể là lên cái màu này cũng vậy này, mình đi theo cái thằng này tiếp tục này. Để cho nó ra OM 55A này, thấy không mấy bạn thấy chưa? Nhấp nhấp mấy cái thôi. Cái màu những cái màu này là những cái màu nó chuyên về cho cái ombre một nốt nhạc rồi. Cộng này. OM này. 55A này. Đó. Thì mai mốt là David sẽ post hết lên cho mấy bạn thấy luôn tất cả những cái màu này. Bây giờ mấy bạn coi này, cái màu này là OM73A này, thấy đúng không? À, em không có chai mát thì em đi mua cho em thế bạn gì nhanh lên. Em không có chai mát thì em đi mua chai mát cho anh, ok? Nè, cái màu này màu candy chín này, màu xanh này thì nó đi vô màu đen này. Đó, thì nó hợp với nhau lắm.
Bạn thấy chưa? Nhẹ thôi. Đó. Nhớ là phải tìm kiếm mua cái chai này cho ăn nha. Bắt buộc phải mua cái chai này về làm nó mới ngon. Ok. Đó. Thế giờ mấy bạn thấy chưa? Màu này là màu đen này. Cái này là OM73. Hình như là OM73A. Đúng rồi. Cái màu đen này này là xe cộng này. OM này. 73 này. A này. Thấy chưa? Bạn thấy là OM73 màu xanh này. Mình lên tiếp tục màu xanh này nữa này. Mình cho lưu đây cái nữa này. Cho ra biết này. Đó. Thấy không? Đó, thế giờ mấy bạn thấy không? Phủ nó đi. Phủ nó đi. Phủ bụi đi này. Nhẹ nhẹ thôi, vô xấu xíu. Đó, rồi ok. Này, tiếp tục này, OM73A nữa này. Các bạn nhìn không, nó ra nè. Cộng này, OM này. 73. À. Đó. Heavy VN em. Em khỏe không em? Cali có gì lạ không em? Rồi, hai màu này màu xanh lợt này. Thì mình kiếm những cái tông nào nó có thể nó đi chung với nhau. Bây giờ mình chơi đại cái thằng này thử coi. Đáng nhẽ là mình nếu mà mình lấy một cái màu xanh đậm này này, nó sẽ ra cho mình khá đẹp hơn. À, cái màu xanh đậm này đi. Đó. Thì trong này nó có hai cái màu xanh. Thì bạn thấy là đây cái màu này là sao lại 66 này. Thì mấy bạn có thể là dùng cái màu xanh này với màu kia mình đi với nhau. Đa số là lúc nào cũng phải hết, mấy bạn sẽ phải tìm những cái màu nó đậm hơn. Thì mấy bạn làm ra nó sẽ đẹp hơn nè, mấy bạn coi này nha, đắp vô này thấy chưa? Đó. Nhấp này ha. Mình nhấp nhấp mấy cái, nhấp nhấp mấy cái bên ngoài mình đút vô hết một cái lấy ra. Sau đó phủi bụi đi. Rồi nó ra này không? Màu này là sao là 60 sao là 66 nha mấy bạn. Này, mấy bạn thấy không? Mình sẽ đây. Có nhiều cái anh làm anh lầm hết ơi. Cái gì anh làm hết rồi. Sao lại 66 ha? Em muốn hết cái gì em? Đút hết vô hả? Thì phải đút hết vô nó mới ra chứ em. Em không đút hết vô nó không có ra. Hai cái màu xanh này nó gần với nhau quá. Thì bây giờ mình làm thì nó cũng ok nè, nó không được ấy lắm đâu, nhưng mà nó cũng ra, thấy bạn không? Nó cùng hơi tông với nhau. Nhưng mà mình vẫn nó ra được nữa, các bạn thấy chưa? Đó. Đút hết vô này. Đó. Đút vô sâu, đút sâu vô cái đó, đó. Như vậy nó mới ra. Phủ đi nè. Nè, sao lại 60 nữa nè. Cộng này sao là 60 đó. Thì bây giờ mấy bạn coi là mình sẽ sơn 66. hả? Rồi 66, xin lỗi mấy bạn, nhớ là như vậy nè. À, mấy bạn phải sơn, cái cách sơn của mấy bạn phải phải để ý như thế này nè. Mình sơn làm sao để cho nó khỏi bị lem, đúng không? Mấy bạn coi này, ở trên á là mình, ở trên là mình nhấp tha hồ nhấp ha. Lúc lúc ở trên mấy em muốn nhấp sao nhấp, khi mà mấy em xuống dưới rồi đó, mấy em không có nhấp nữa là mấy em nằm xuống, mấy em kéo. Đó, thấy chưa? Thì nó sẽ không bị hư và nó sẽ không bị dơ mà nó không bị loang cái của mình. Đó, mấy em thấy chưa? Xong là nhớ là cái quan trọng là quay hết một cái vòng tròn. Anh có vẻ thích thú đút, anh có vẻ thích đút rồi nhấp. Đút rồi nhấp nó mới ra em. Em không đút em nhấp như vậy sao ra? Hả Nhân? Này tiếp tục nè, mấy bạn coi nè, sơn nè. Thấy chưa? Kéo vô này nhẹ này, thấy không? Kéo nhẹ này, thấy giờ đó, thấy giờ đó, hết nha. Nhớ là cái đầu này phải che cái đầu đi ha. Nè. Phạm Kenny Brother. Ừ, không có nhấp không có đút làm sao ra được, cái loại này nó phải vậy đó. Nè mấy bạn coi tiếp tục lại này, sơn ở trên nè, nhớ không? Ở trên nhấp được này, thấy không? À, xuống dưới không cho nhấp nữa, xuống dưới là từ từ này kéo nằm này đó, thấy chưa? Này, cái màu này thì nó nhẹ quá không mạnh lắm, nhưng mà nó cũng ra chút chút ha, cũng có nhiều màu nó mạnh nó ra mạnh. Ừ, có ai không thích? À, đúng rồi, có ai không thích đúng không? Ai cũng thích cả. Danny Brown là thích nhất. À, này mấy bạn coi này, ở trên này nhấp này thấy không? Rồi sau đó mấy bạn xuống, mấy bạn kéo xuống này, thấy chưa? Thì không, nó không như vậy thì nó không có dính, nó không có bị cái tình trạng là nó bị dính cái bột vào cái đầu, vào cái cọ của mình, và nó sẽ không làm lem. À mấy bạn nhớ chưa, lỡ mà nó có lem thì bạn phải chùi ra miếng giấy liền nè. Đẹp lắm, đẹp lắm LC ơi. Chút xíu là anh sẽ ngày hôm nay ngày mai anh đang làm mà, anh sẽ chụp hình hết tất cả những cái màu ombre mà nốt nhạc cho mấy em coi, và anh sẽ post lên là những cái màu nào làm như thế nào, làm bao nhiêu lâu, cái màu này ở dưới là màu gì, màu trên là màu gì.
thì các bạn và các em và các anh chị coi như là mình làm được là mình sẽ thấy được tất cả những cách làm, rồi mấy bạn làm như vậy đó là mấy bạn hiểu được mà. Ừ, cái này là học của anh David. Đúng rồi, đúng không Danny brother? À, quan trọng là phải nhấp ha. Nhấp lên này, nhấp xuống ha, này ha, trên nhấp này ha, rồi xuống dưới nằm xuống kéo, thấy chưa, kéo phải kéo nhẹ thôi nha. À, các bạn thấy không, kéo nhẹ rồi mình đi chung quanh cái đầu nè. À, nhưng không thôi là nó sẽ bị chóc ra, khách trở lại mắng vốn, thấy không? Mấy bạn thấy chưa, để ra một bên nè. Này tiếp tục nữa này, mấy bạn coi tiếp tục nữa này, sơn nè, trên này ha, này ở kéo xuống nè, thấy chưa, các bạn kéo xuống không, kéo ngon lành này không, kéo vòng cong này, kéo vòng tròn này, thấy chưa. Đó. Okay. Chuẩn không? Em xem muốn đi học nail luôn, đúng rồi, đúng rồi, xem xong là phải ghiền chứ. Ghiền là đi học mới vui chứ. Này mấy bạn coi là nhấp ở trên tha hồ này không? Dễ làm lắm. Ombre một nốt nhạc mà, một cái coi như là một cái ombre nhất dễ nhất trên thế giới. Chưa bao giờ từng dễ như thế này. Màu nào mấy bạn cũng làm ra được hết. Màu nào mấy bạn cũng có thể làm được hết, không có khó. Ok, này nó bị đen, mấy bạn thấy nó bị đen không, mình chùi nó đi nha, đừng có để nó dính lại trên thì nó sẽ lây lên như trên nhà, nhớ đi xung quanh là thấy chưa. Đó, thì cái màu đen là cái màu đen là cái màu dễ bị lem nhất, nhớ làm sao là phải chùi sạch đi. Thấp cốt chai số 4 hơi đèn, có cần hơi đèn không anh? Có em, Tô Châu cần chứ, em phải hơ nè, anh sẽ soạn anh hơ nè. Nè mấy bạn thấy không, ở trên này kéo xuống nè, thấy chưa. Đó. Đó. Bạn thấy không? Đó. Nhưng mà nhớ nha, cái màu đen thì lúc nào nó cũng hay bị dơ lắm. Mấy bạn và các em chịu khó để ý là mình phải chùi nó sạch đi ha. Đó, cho nó tròn đi. Nè. Tracy Nghiễn. Hello em, phải không? Nè mấy ông, cây này nó khô rồi này, thấy chưa? Cái mấy cây này nó khô rồi mình lấy ra này, còn cả ướt là bây giờ mới mang hơi vô đèn nè. Các bạn thấy chưa? Bắt buộc phải hơi đèn hết, mấy em nhớ là phải hơi đèn hết, tại vì treo là phải hơi đèn. Còn không treo thì không có hơi đèn nha. Miễn sao nó để chữ treo là mấy em phải hơi đèn hết. Nè mấy bạn thấy chưa? Đây. Nè. Thấy cái màu nó ra đẹp không? Nè nhìn kỹ nè. Mấy bạn nhìn kỹ này. Hello, good morning Rosa, em khỏe không? Nè, mấy bạn thấy chưa? Có gì lạ không em? Bên em khi nào mở cửa vậy Rosa? Nè, mấy bạn nhìn kỹ nè, thấy không? Cái màu ra rất là đẹp ha. Ừ. Đúng rồi, màu nào cũng làm không có, tùy theo em. Anh sẽ làm ra một cái list là những màu nào làm được, những màu làm không làm được, thì có chỉ có là những cái màu nào anh làm được anh sẽ làm một cái list ra thôi, rồi em sẽ theo những cái màu đó và để đó em làm. Cái màu nền thì không quan trọng, cái màu nền thì em dùng cái màu nào làm nền cũng được cả, nhưng mà cái ombre một nốt nhạc thì em phải làm theo giống như là của anh thì nó sẽ ra giống như thế này. À, mấy bạn thấy chưa, đây bây giờ mình lấy nó ra cho mấy coi này, đó thấy không, đó nó rất là đẹp ha, coi này. Ombre một nốt nhạc đó thì nó đã có con số trong này hết rồi, thì trong mấy bạn có thấy này, Thủy Tiên đẹp không em, ombre cưng quá, mấy bạn nhìn kỹ này. Thế bây giờ mấy bạn nhìn kỹ này, dạ Jun, à Jun em đi làm lại hả, ok cũng vui. Cái màu candy này, những cái màu nào mà anh ghi ở trong là có nghĩa là cái màu nền, còn cái nào mà anh ghi cộng thêm ở bên ngoài có nghĩa là cái màu đó để mình làm ombre một nốt nhạc, mấy em hiểu chưa. Những cái màu mà anh thấy để cái chữ candy không là cái đó là anh deep sẵn là cái màu candy rồi. Còn những cái màu mà mình nhúng vào đó là những cái màu ombre một nốt nhạc là anh đã ghi ở bên ngoài. Thì mấy em coi là mấy em sẽ thấy được, ok hiểu rồi. Có nghĩa là cái màu này như vậy, như vậy, như vậy. Đây là những cái cách anh pha màu đó cho mấy em thì mấy em khỏi phải pha nữa. Mấy em chỉ cần lấy ra một cặp, mấy em nói ô khách khách của em nó nói ô ta muốn cái màu này vào mùa thu này. Tới sắp tới mùa thu này. Mấy em thấy không? Mùa thu thì cái màu này nó rất là thích, ở trên nó kim tuyến này, ở dưới là nó có ombre một nốt nhạc. Thì mấy em chỉ cần dip hay là đắp cái màu candy này bốn này thôi. Sau khi đó mấy em sơn buffer đi, và sau em bỏ vô cái màu S chấm là cái là solid 3,
mấy em nhấp vô cái màu solid 3 nó sẽ ra cái màu y chang như vậy. Mấy em thấy không? Rồi bây giờ nè, ngày hôm qua anh cũng làm mớ này, anh để sẵn đây này. Đó, anh chị làm chờ coi như là sau này nó sau này này mới thấy không? Anh làm ra hết nè, thấy chưa? Đó. Cái màu những cái màu rất là đẹp nè, thấy không mấy bạn thấy không? Anh đã làm sẵn như vậy rồi, mai mốt là mấy em chỉ cần đi theo anh thôi. Đi theo những cái màu anh đã pha tông ra như vậy cho mấy em thôi. Rồi, là mấy em khỏi phải lo lắng là làm chi em mấy em copy lại những cái mẫu giống như vậy, chụp hình lại mình cho khách coi à, đó đây là những cái màu đây nè. Rồi có những cái màu glow and dark anh cũng làm được nữa này, thấy chưa mấy bạn, thấy mấy em thấy không? Mà anh làm những cái màu neon nè, thì những cái màu neon là mình phải hơ đèn ba giây, còn những cái màu kia thì có thể là hơ đèn bao nhiêu. Anh sẽ list ra hết tất cả rõ ràng cho mấy em coi. Hi Susan, em cảm ơn em nha Thủy Tiên. Bây giờ anh sẽ tiếp tục anh làm nữa này, mấy bạn coi lại nha, chú ý ha. Anh sẽ làm từ từ, anh sẽ làm tới hết tất cả những cái màu luôn. Thì bây giờ là đây là những cái màu này là những cái màu solid nè. Susan em, chú anh em khỏe không? Đây, anh đã làm xong rồi. Bây giờ anh chỉ cần là lấy nó ra mà anh ấy đi thôi. Thì bây giờ mấy bạn theo dõi đây, mình David đã buff xong hết rồi. Bây giờ sẽ làm, David sẽ lựa ra những cái màu lọt trước hết. Đây, rồi David sẽ làm những cái màu lọt cho mấy bạn coi ha. Mấy bạn theo dõi. Đây, những cái màu lọt mình sẽ để có một bên, còn những cái màu đậm mình để có một bên nha. Thì những cái màu lọt mình sẽ deep cho đây này, đây những cái màu này nó màu tương tự lọt lọt này. Em khỏe không Tú Anh Mimosa? Rồi bây giờ mấy bạn thấy là mình sẽ sơn vào cái số, mình sẽ sơn vào cái chai mát này. Cái chai này rất là quan trọng ha, mấy em cần phải có, không có chai này mấy em không làm việc được gì hết tất cả. Đây, à, thấy chưa? Sơn nè, bỏ vô nha. Đó, các bạn thấy đó. Đó, đẩy lên ha. Hai kem. Mình cứ sơn lên, sau này cái này là deep hết nha mấy bạn. Đó. Ok, mình sơn xong rồi mình bỏ vô đây ha. Mình để cho nó khô rồi mình sẽ dip lại cho mấy bạn coi, nó sẽ ra ra cái màu đẹp lắm. Đây. Đó, dip đó. Tất cả những cái màu mà làm ombre một nốt nhạc để mình sẽ làm hết cho mấy bạn thấy. Để cho mấy bạn học hỏi ha. Những cái màu vào mùa xuân nè, những cái màu vào mùa thu nè, những cái màu vào không có anh cũng không làm được gì, sao vậy hả? Tại sao làm được sao không làm được nè, thấy không, soi cho đều ha. Đây, bạn thấy không, đó vô ha. Đó, mình đẩy nó từ từ vào, anh rất chu đáo luôn, rất là dễ cho mọi người, không cần lo phối màu nữa, cứ làm theo màu anh. Đúng rồi đó Thu, đúng rồi đó Mộng Thu ơi, anh chủ yếu là anh cố tình anh làm ra như vậy để cho mấy em khỏi phải lo, biết không, mấy em phải có mất công là đi tìm màu rồi này kia phối màu, anh phối sẵn cho mấy em rồi, mấy em chỉ cần theo anh rồi mấy em làm thôi là mấy em kiếm được tiền rồi. Hiểu không? Khỏe, nhanh gọn lẹ mấy không? Mấy cái chuyện mà rắc rối để anh lo. Okay. Còn mấy cái chuyện dễ dễ thì mấy em cứ làm thôi. Anh chỉ ghi số chữ S hay là số 5 vậy? Anh ghi số đó là chữ S. S không phải chữ, đó là chữ S là solid đó em, nhưng mà số 5 đâu nha. Chữ S là chữ solid đó. Hiểu không? Anh sẽ ghi ra ngoài nữa chứ không phải anh ghi vậy không đâu. Anh sẽ ghi vô cái khi mà anh ấy lên, anh sẽ ghi cho rõ ràng cho mấy em hiểu. Ok. Đây. Mua hàng cũng lẹ nữa. Đúng rồi em, mua hàng cũng lẹ, nó dễ mua. Thích từng cặp, cặp lấy ra, theo đó là mua, rồi theo đó là làm. Khỏe.
Anh cũng mong mấy em làm lẹ khỏe. Đây là những cái màu, những cái này là deep hết nha mấy bạn, chứ không phải đắp đâu ha. Hoàn toàn những cái này là anh deep hết á. Anh deep hai lớp ha nha mấy bạn. Mấy em. Rồi. Bây giờ đây mình sẽ để qua một bên, đây mình sẽ hơ cái đèn ha. Thì cái này mình hơ đèn 60 giây thì nó sẽ khô. Anh dễ thương quá đi, thật là chu đáo. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Rồi bây giờ từ từ anh đi lấy thêm một cái số những cái màu mà có thể mình làm ombre được như nha. 59 59 A 59 B 58 AB này. Ok. Tất cả những cái màu này là con rêu một nốt nhạc hết, thì mình cất hết, mình để hết ở đây cho mấy bạn, là sẽ mình làm cho mấy bạn coi. Anh yêu em, mình lấy hết tất cả những cái màu này mình để đây nha. Rồi từ từ mình sẽ làm tất cả những cái số. Anh sẽ ghi rõ ràng để cho mấy em coi luôn những cái số nào anh làm ra thế nào như thế nào. Nếu em đắp xong em làm ombre cũng được phải không anh? Đúng rồi LC ơi. Em đắp xong rồi em muốn làm ombre cũng được nữa. Yes. Thoải mái, em đắp em dip cũng thành vấn đề, cái đó không quan trọng ha. Cái màu nền cũng không quan trọng luôn. Em hiểu không? Cái màu nền em lấy màu nào làm cũng được hết. Rồi bây giờ em coi nè, anh lấy cái solid 60 nha, anh sẽ làm cho coi. Đây. Tháo cái solid 60 ra này. Thì 60 này mình sẽ đi cái màu xanh đi nha, cho nó ra như vậy cho nó đẹp hơn, màu xanh này. Đó, nhấp bên ngoài ha. Đút vô sâu cái rồi nhấp lại ngoài, lại đút vô sâu cái, nhấp bên ngoài đút vô sâu cái. Sau đó phủ bụi đi. Đó, thấy chưa? Mình phủ đi như vậy là nó hết ok hết rồi, mình thấy nó ok rồi thì thôi. Không ok thì mình nhấp nữa. Nhấp tới khi nào mà nó ra thì thôi. Hiểu chưa? Này solid 60 này. Cái này solid 63 ở nền này và cộng cho này. Solid 60 này. Đó, mấy bạn hiểu chưa? Thấy chữ không? Chữ S là chữ solid đó nha. Rồi mình để đây qua một bên này. Ok. Rồi bây giờ mình tới cái màu và mình kiếm màu màu này, màu này 66 67 này. Đây các bạn coi đây, màu 67 đây. Sao là 67 nó hơi đen này. Thì bây giờ anh lấy cái màu này, màu màu cam này, anh nhấp vào đây này. Đó các bạn thấy chưa? Đó, thấy không, nó ra này. Ngon lành không? Rất là ngon lành, dễ dàng. Dễ kiếm tiền lắm. À, thấy giờ mấy bạn con có nhấp nhấp mấy cái ra. Sướng luôn. Rồi, phủi bụi đi này. Rồi sao lịch này là sao lịch 60 67 ha. Nếu 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 lố thì sao anh? Nếu lố thì em phủi đi em. Nhưng mà thường thường lố thì không lố lắm đâu, em nhấp nhấp bên ngoài trước rồi em đút vô sâu cái thôi. Đó em làm màu đậm hả? Đậm quá hả? Đậm quá thì em phải buffer đi lại, em bỏ đi rồi. Cậu sao lịch 67. Này cái này là solid nè. 67 ha. Để bạn đó mình để qua một bên này. Em anh đang nhúng bột solid only. Đúng rồi, anh đang nhúng solid nha. Chứ anh chưa nhúng một cái khác, hiện tại bây giờ anh đang làm solid thôi. Rồi bây giờ này, anh thấy cái màu này đẹp, anh sẽ đi chung với cái màu cam này được nè. Cam này nè ha, mấy bạn thấy màu cam này đi vô đây này. Nó sẽ ra rất là đẹp. À, cho bạn thấy chưa? Đó, phủi bụi đi này, thấy chưa? Đẹp ha. Hai cái màu này đẹp, cái màu này là cái màu này solid 3 nha mấy bạn. Mình sẽ ghi xuống đây là solid 3 cho mấy bạn thấy đây. Nè, cộng này. Này solid 3 này, thấy chưa? Cực kỳ dễ làm luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu đỏ này, solid 53 này, mấy bạn coi đây. Ha, cái lên 53 này. À, 53. Màu này mình sẽ đi với màu vàng đi này, màu vàng này mình đi với màu đỏ đi. À, cho mùa thu này, thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Đó. Phủi bụi đi này. Thấy chưa, các bạn thấy phủi bụi đi không? Này nhấp nữa đây. Đó, thấy không? Nhấp không? Nhấp lấy ra. À, phủi bụi đi này. Đó. Dính giờ ha. Tay chùi đi chút đi không sao. Đó. Nhấp bên ngoài ha. Đó. Này, cái này là solid 46 và solid 53. Mấy bạn coi này. Cái này là solid này cộng này. Solid này 53 này, thấy bạn thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ màu này màu đỏ ha, solid 1 này. Mấy bạn coi này, cái màu này solid 1 này.
thì mình sẽ lấy cái màu cam này mình làm với màu đỏ này, nó đậm này, nó đi chung với màu đỏ tốt hơn này đó. Các bạn thấy chưa, nhấp nhấp mấy cái lấy ra này, mấy bạn phủi bụi đi này, thấy chưa đẹp không? Cái mùa này vào mùa thô, vào mùa pho là không còn chỗ nào chạy cả đó, thấy không? Rồi cắt con một bên nha, cái này là sa lịch một này, đây mình cộng vô này, cộng này sa lịch một này. All solid color will work for một nốt nhạc anh. Most of them em, only the dark color, some of the light color doesn't work em. They have to be really really dark to work. Sau khi nhún phải bỏ vô đèn rồi mới bỏ thấp treo. Sau khi nhún xong phải hơi đèn rồi mới bỏ thấp treo hả anh? Đúng rồi. Sau khi em nhún xong giống như vậy, rồi em buffer đi, rồi sau đó em sơn cái chai mát này lên, em hơi vô đèn 1 phút cho anh. Sau em ít minimum là 30 giây hoặc là 1 phút, rồi sau đó em đem ra em nhúng như vậy thì nó sẽ trở thành ôm lên một nốt nhạc của mình đó. Ok các bạn thấy là này solid 88 nha. Mở ra coi này, đây solid 88 đây. Màu cam này thì mình đi màu vàng đi, hay là màu màu này đi, màu hồng, màu lợt này đi. Các này màu này là mình đi màu cam này đó, nó sẽ phù hợp hơn này. Đó. Nhớ là cái màu nền của mình nó phải lợt thì mình nhúng vào cái màu đậm thì nó mới ra được. Còn cái màu màu nền của mình mà nó đậm quá mình nhúng vào màu lợt nó sẽ không ra. Tại vì nó là phấn mà. Nó không ra được cái chuyện đó. Bạn thấy chưa? Đó, nhúng nó vào này. Rồi đó. Thì cái màu lợt này nó chỉ được ra được nhiêu đây thôi là nó đủ rồi, nó không ra hơn được nữa. Và cái màu này là cái màu solid 88 nha mấy bạn. Đây chờ một chút mình sẽ ghi xuống. Là cộng vô này. Solid 88. Ok. Sau khi nhúng rồi, và tiếp tục nha. Rồi bây giờ mình lấy solid 2 nha mấy bạn, coi này solid 2 đây. Solid 2 này. À, mấy bạn thấy chưa? Mình sẽ mở solid 2 ra cho mấy bạn coi này, solid 2 này. Mình sẽ nhấp cái màu này này. Màu này đi ha. Vào solid 2 cho mấy bạn coi này. Thấy chưa? Nhấp mấy cái này. Đó, ra rồi thấy chưa? Phủi bụi đi này nha. Phủi bụi đi này ha. Như vậy nó sẽ đều rồi thấy không? Không cần nhấp nhiều, nhấp cái đầu chút xíu thôi cho nó đậm hơn chút. Rồi sau đó mấy bạn xong là cái màu này là cái màu solid 2 nha. Mình sẽ để cái solid 2 của bên đây cho mấy bạn coi. Nè. Cộng này. Solid 2 này, các bạn thấy chưa? Đó, từ từ các bạn sẽ đi rất là nhiều màu, rất là đẹp ha. Còn bây giờ mình sẽ đi cái màu này là OM59B này, cái màu này nó cái này nó vừa solid mà vừa OM luôn nha em chứ không phải là solid không đâu. Mấy em nên nhớ. Ok. Có nhiều màu trong cái màu OM làm cũng được. Nè, đỏ nâu này các bạn thấy chưa? Đó, rất là đẹp này, nhìn kỹ này. Nhìn lại này. Không, ngon lành đẹp đẽ này, thấy không? Nhấp vô sâu cái nữa thì đó cho nó đều hơn. Vậy thôi xong. Cái màu này là OM59B. Đây mình sẽ ghi xuống đây cho mấy bạn thấy là OM cộng này. OM này 59 B. Đây. Không cần gì em. Không cần quét gel top lên. Chút xíu nó quét chứ anh chưa có làm xong mà, chút xíu anh sẽ quét. Anh làm xong anh mới quét lên. Rồi bây giờ anh thấy cái màu này đẹp này, anh sẽ lấy cái màu này, anh sẽ đi luôn cho thằng này luôn này, cho là 95 này, nhắc vô đây này. Cái màu nâu đẹp không? Thấy giờ ra màu nâu đẹp này. Đó, thấy giờ. Này, này. OM59B nữa này, cộng vô này. Cộng này. OM này, 59 này. B, ok mình để ra nha. Bây giờ mình lấy màu vàng luôn, mình chơi luôn này, màu vàng này đi với lại màu nâu luôn này. Đó, thấy giờ. Các bạn thấy không? Đó, nó vẫn ra này này. Đó, tùy theo nha. Tiếp tục là OM59B nữa là này, cộng này OM này 59B này. Các bạn thấy chưa? Rồi đó mình để đây nha. Rồi, để đây qua một bên. Từ mình sẽ tính tiếp. Cái màu này nó là màu tím ha, OM59A đây. Đúng rồi. Có quét gel chứ em, không quét gel không lên được. Đây là cái màu này solid 731 này, em sẽ nhúng vào đây này. Các bạn coi này, coi này, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Hai cái màu này nó sẽ hợp với nhau tại vì hai cái màu là màu pink mà. Màu pink đậm và màu pink lợt thôi. Thấy chưa mấy bạn thấy không? Pink đậm và pink lợt. Ồ nhấp ra mấy cái rất là đẹp này mấy bạn nhìn kỹ này. Màu này là màu OM59A. Rồi anh sẽ ghi xuống luôn nha. Cộng với OM59A. À mấy bạn thấy không? Để qua một bên này. Rồi. Đây cái màu này màu này hơi nude này. Rồi nhấp vô cái màu tím luôn đi. Cho nó ra đẹp luôn này. Đó các bạn thấy chưa? Đó thấy chưa? Ngon lành. Một lớp này. OM59A này. Cộng OM
59A. À, khi nào hơn 3 giây, 5 giây thì anh phải 1 phút. Anh Nhân ơi, 5 giây là bọt neon, đúng rồi đó Tracy. Cảm ơn em nhiều. Khi nào mà em hơ màu neon đó là em chỉ 3 giây đến 5 giây thôi. Còn những cái màu solid và những cái màu khác là em có quyền em hơ 1 phút nha. Em đừng có lo, anh sẽ list ra hết tất cả những cái màu nào hơ 3 giây, 5 giây hay là như thế nào. Anh sẽ list hoàn toàn nó cho em coi luôn. Em không cần phải lo lắng nha. Ừ, màu đẹp lắm mẹ em ơi. Bây giờ anh sẽ cất này qua một bên này. Bây giờ màu này là màu OM58A nha. Đây mấy bạn coi đây. OM58A này. Đó, đưa nó vào này. Thấy chưa? Nhấp này thấy không? Ồ, cái màu này không ăn ta. Có nhiều màu ăn, có nhiều màu không ăn nha. Không phải là màu nào nó cũng ăn hết cả. Với cái màu này là cái màu nó không phải là màu ăn thì mình bỏ qua một bên. Ok, nghĩa là OM58A mình làm nó không có ăn thì mình cất lên đây. Mình lấy OM58B đi nha. Đây đây. OM58B đây. Đẹp lắm Mộng ơi, Mộng Thu ơi. Đây, OM58B nha, mình sẽ là OM88B mình làm nó ra này bạn thấy không? Đó. Cái màu nó ăn là mình biết nó lên à. Tại vì cái màu không ăn là mình nhấp nhấp mấy cái là thấy nó không ra là mình thấy thôi rồi đó, đừng có làm. Đây. OM58B này bạn thấy đẹp không? Ok, mình sẽ đưa lên này. Cộng này. OM này. 58B này. Ok. Rồi bây giờ mấy bạn chờ ha. Mình sẽ sơn hết tất cả cho mấy bạn coi. Sau đó mình sẽ bỏ vô, mình sẽ làm cái khác. Ombre màu trắng nhún lại thì bay hết anh ơi. Không có em. Tại vì em làm không đúng đó. Em anh làm nó đâu có bay gì đâu. Chút xíu anh làm cho em coi. Ô em ô ôm lên màu trắng là OM60A. Này mấy bạn coi này, mình sơn trước nha. Nè, sơn cho thật đều này không? Ở trên là nhớ là sơn nhấp tha hồ thoải mái ha. Mà khi xuống dưới không nhấp nữa. Xuống dưới là mấy em nằm mấy em kéo cho anh. Đó, thấy chưa? Kéo nhẹ như vậy này đó, thấy chưa? Kéo như vậy thoải không sao hết. Rồi sau đó mình đi chung quanh nha. Ừ. Nhiều khi mấy em sơn mạnh tay quá. Mấy em sơn mạnh tay quá mấy sơn sơn cái nó bị bay màu đi hết. Nhớ là anh đã nói rồi, mấy em sẽ sơn nhẹ tay chút xíu. Ok. À, bạn bạn em đang chuẩn bị mở tiệm, nếu mua tất cả gel pixel là bao nhiêu màu anh? 400 màu nha em. 62A đúng rồi vẫn nhưng vẫn bay. Anh làm đâu có bay đâu. Sao em làm bay? Nè. Mấy em coi nè. Ừ, em làm sao mà nó bay? Anh làm đâu có bay đâu. Ừ. Nè, thế giờ anh làm nè, anh sơn nè, có bay đâu. Đó. Anh đã làm sẵn ra từng ngón một rồi đó. Làm sao bay được, em làm cách nào mà nó bay. Em coi lại cái cách em sơn á. Mà khi mà em làm xong đó, em nhớ em lấy cái này em phủi bụi đi nè. Em hiểu chưa? À, anh cho em hỏi Candy chọn bộ mấy màu số? Candy hả, chọn bộ có 10, 10, 10 số em. Candy 1 tới Candy 10. Nè, bây giờ mình coi này. Thấy không, anh nhấp ở trên này thấy chưa, xuống dưới này em kéo cho anh như vậy này thấy chưa, đó kéo này thấy chưa, thì có gì bay đâu em thấy không, đó anh cũng làm như như mấy em làm thôi. Nhiều khi mấy em có khi nào mạnh tay quá không đó, đó sau đó mình bỏ vô đây anh nhé. Làm em anh làm ngầu nha, ngầu không em, ngầu hơn cục xí ngầu không à. À, không cần hơ đèn sơn top lên luôn hả anh, phải sơn nhẹ tay đúng rồi, làm ombre xong không cần hơ đèn đúng rồi, em làm ombre sao em không cần hơ đèn, chính xác là em cứ tiếp tục em sơn top lên cho anh thôi. Đây đó, thấy không, mấy thấy không, coi này cái màu đẹp quá trời là đẹp luôn này, hai cái màu này, cái màu này vào mùa pho đó là em làm 100 người khách là dính hết 100 người khách, không chạy thoát đi đâu hết tất cả đó, thấy chưa, cực kỳ đẹp luôn nè. 400 màu nhưng mà chỉ có 100 màu à, Vivian ơi anh có 400 màu nhưng mà anh chỉ có 100 màu à, 100 màu gì đó, anh chỉ có 100 màu à, matching thôi, còn mấy cái màu kia chưa có matching, anh sẽ soạn anh ra thêm được 8 màu neon matching, và sau khi anh làm 8 màu neon matching anh sẽ làm 10 màu glow in the dark matching. Các bạn thấy glow in the dark matching tuyên quan được không? À, đây mình sẽ làm cái đó ra nha cho mấy bạn.
Đây, thả đây này. Chúc Nguyễn khi khỏe không anh, màu đẹp vụ luôn, màu cam số mấy vậy anh? Nó có đèm, nó có đèo trên cây hết rồi em. Em coi lại chứ bây giờ em hỏi màu cam nào, anh có 100 màu cam trong đây, em biết màu cam nào. Em coi lại, anh sẽ list lên là cái màu đó là số mấy số mấy. Thì mấy em khỏi phải lo nha. Anh sẽ list lên hết tất cả các số. Rồi mấy em chỉ có coi đó, mấy em đi làm theo thôi. Em không cần phải đi lựa màu chi cho nó mệt ha. Anh cái chóp mà lựa màu để anh lựa cho, cái chóp pha màu thì để anh pha cho, hiểu không? Please, what happened my friend, can you give me the price for the dipping powder? I want to buy little by little. They are $12. This here they are $12. They are 2 ounce ashes. Yeah, they are $12. Mấy bạn thấy không? Nó bị dính dơ này không? Chùi sạch đi là mình chùi lại thôi. Là trên này là nhấp thoải mái này, thấy không? Thấy không? Xuống dưới đây là mình không nhấp nữa, xuống đây là các bạn kéo nằm nè, thấy chưa? Thấy chưa? Kéo nằm như này. Đó. Cẩn thận chúng tôi nó bị dơ, thấy không? Ở trên này nó bị dơ đó là mình phải chùi nó như vậy đó, nó đi này, thấy không? Chùi sạch nó đi. Các bạn thấy chưa? Ở trên này nhấp thoải mái. Xuống đây mình không nhấp nữa, mình kéo nhẹ này, như vậy nó sẽ không bị dơ nha mấy bạn. Nhớ là chùi ngay cái đầu. Hai cái đầu hai bên này. Ok. À, bạn thấy không? Nhớ là chùi cỏ sạch sẽ, tại vì cái này nó hơi bị dính dơ. Anh làm màu 62, a 62 được chứ? Được chứ, anh làm cho, anh làm xong này anh làm cho em. Sao là 62 đúng không? Đâu có màu nào là màu a 62 đâu em. Sao là 62? Hả? Em nói là cái màu sao là 62 đúng không? Để anh coi coi. Đây. Cái màu này thì nó hơi lợt. Cái màu này em nói là màu xanh này đúng không? Màu này làm nền được, nếu mà em làm màu ấy nó hơi bị lợt. Ok, anh sẽ làm cho em coi. Nó lợt thôi chứ không phải là không phải là phủi đi bay đi được. Đó, em nói màu này đúng không? Đúng không đầy anh? Anh đâu có màu nào A62 trong đây đâu, anh chỉ có màu 62 thôi, làm gì có A62. Ombre 62, OM 62A. Anh làm gì có OM 62A trắng. Em lại lộn nữa rồi. Nè. OM 62A làm gì có màu trắng em? Em bị lộn rồi. Trời ơi. Đây, với bụi nè. Anh làm màu trắng ombre. Ok, màu trắng ombre anh làm cho em coi chút xíu, anh sẽ làm hết tất cả cho em coi, em đừng lo. Nè, phủi bụi cho nó tròn này, thấy không? Ok. Hơi đèn cái nha. Rồi, bây giờ để anh hơi đèn cái đã, xong rồi mình mới lấy ra. Màu trắng là OM 60A. Can I buy the product you have website? Yes, JD. Where can I buy the product? JD, where are you? You can buy them at the look. You can buy them at the supply. Chút xíu anh làm cho không sao. Từ từ anh sẽ làm tới tới phiên đó hả? It depends on where you, New York. New York they have in Bronx. There is a supply there that have our product there. New York. I was supposed to be in New York in April. But then the coronavirus was happening, so I have to cancel the show. Yeah, they have a supply there. Lotus Nail Supply in New York, Bronx. Yeah, go to Bronx, and there is a supply called Lotus Nail Supply. Yeah, they have the product. They have all product there. You can get them there. Nè mấy bạn coi này, xong rồi nè, thấy không? Ok, nó xong rồi nè. Đó, thấy chưa? Coi như là mình lấy nó ra một bên ha, mình bỏ nó vào đây đi. Chút xíu nữa mình tính sau. Bây giờ còn những cái màu này mình sơn tiếp nè, mấy bạn coi là mình nhớ mình sơn này. Lấy một miếng giấy này mình chùi cái miếng dơ đi, mấy bạn thấy không đó, chùi cái dơ đi sợ vì nó bị dính dơ. Nè. Buy from nail supply cheaper and no delivery fee. Yes. Yes, supply always cheaper. Lotus nail supply have them. Các bạn thấy nó bị dính không? Này nhớ này, ở trên này nhấp này ha.
xuống dưới không nhấp được nữa, xuống dưới làm nằm kéo thôi nè. Thấy giờ đó, thấy giờ các bạn thấy không? Đó, như vậy nè, an toàn ha, không bị hư. Nếu bạn mà nhấp mạnh tay nó sẽ bị hư. Kéo nhẹ xuống này. Ok. Đây là cái này là ombre một nốt nhạc. Mai mốt là anh sẽ làm ombre trà cho mấy em coi. What top? Lucy, I'm using a chisel top, black diamond top gel. Tracy, cái này là just a gel em. Black diamond top gel, you see them? Okay, here we go again. I'm gonna polish again. Okay, here I can do whatever I want up here. But coming down, I'm just gonna do it slowly and easy. Do not drag. I mean, do not poking into the powder, into it. Because if you do, it's gonna get some pigment in it, and it's gonna mess up your ombre. Các bạn thấy chưa? Nhớ ha, chùi cho nó sạch đi. Sơn cho thật đều. Như vậy nó sẽ không bị tình trạng dính nữa. Chùi sạch hai bên này ha. Nhớ là cái đầu là phải chùi cho nó sạch này. Make sure that you cover the tip of it, ok? Chút anh nhớ sắp lại các que màu cho để em chụp hình đi lại mua cho dễ. Không sao, anh sẽ list ra cho em. Em đừng lo, anh sẽ làm hết tất cả, anh sẽ list ra cho em nhiều lắm, anh làm nhiều lắm. Em tha hồ ha, mấy coi, mấy em coi đây. Này bây giờ này không, lấy xuống này. Này kéo nhẹ này, vô đây này, kéo nhẹ này không? Em kéo nhẹ này không? Đó, thấy chưa? Kéo nhẹ này thấy chưa? Đó, kéo nhẹ vậy thôi. Như vậy nó sẽ không bị dính cái dơ, cái bụi lên trên cái ở trên này. Mấy bạn thấy không? Dưới này mình làm việc dưới này thôi. Đó, thấy chưa? Đó, chùi cọ sạch đi này, bỏ lại này. Hơi vô đèn, cắt vô đèn đây xíu mình phơi ha. Tiếp tục coi này. That deep, yeah. This is all dipping. There's no sculpting or no monomer. This is all dipping. I did the base dip and I did the this one dip too. So the whole thing here is all dipping. Bạn thấy không? Thì nói đúng ra là thời gian này David bắt đầu có rảnh á, mình ở nhà mình cũng làm, mình ở nhà là mình cũng lo, mình làm việc, mình pha bột, mình sửa, rồi mình ra thêm màu, nhưng mà cái công việc của David thì chắc không có đi làm được sớm đâu. David nghĩ chắc phải có tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 David mới đi làm lại được. Thì trong thời gian này ở nhà đó, mình có thời gian mình rảnh, mình làm ra những cái này cho mấy bạn, cho những anh chị, để cho mấy bạn có thể coi và làm được dễ dàng, hiểu không? Rồi, hơi 60 giây ha. I want the 1, 2, 3, 4 product for do dipping. Actress, you go to supply. Cảm ơn Mộng Thu nha, anh làm nhất trên đời, cảm ơn em. Supply have them. Yes, supply, you go to supply, you ask for 1, 2, 3, 4 for dipping system. Okay. I don't sell them, I supply sell them. Okay. Yeah, that's near you. Okay, you go to them. They have the. I don't know if when are they gonna be open, but they do have the supply there. I'm gonna probably be there to do the show. JD, I'm gonna be there to do the show. So I will see you. If I get a chance to go up there, I will see you and I will do nail for you if you want. I could show you how to do these nails. I can train you to do a lot of things. So you hang on, okay? When I get a chance to go up there, I will see you there. New York, Bronx. Okay, at Lotus Nail Supply. Chết cha, đổ rồi. Rồi, ok, mấy bạn thấy chưa? Mấy cái màu của nó rất là đẹp ha. You guys see, this is all the color that I have, okay? Rồi. Phủi bụi đi ha. Rồi, để tiếp tục cho mình làm hết cái mấy cái que này đã. Rồi mình sẽ làm trắng hồng cho các bạn coi. Đây mấy que này đây, các bạn coi ha. Bây giờ the first thing that you want to do is put
put matte gel on them. Anh tới matte cho đi, anh đi lung tung đâu không? Do go to my nail salon too. Well, if I have a time, it's hard because sometimes I don't have time much. Time is very close. I can tell you so you can come to the supply. Yeah, anh tới Maryland hả? Ok. Anh chưa có show nào bên Maryland, có supply nào em? Tracy, qua anh thăm em luôn. Nè, sơn base nha mấy bạn. Sơn matte chứ, cô xin lỗi. Ok. Đây, mình sơn matte trước nha. Mình để đây đi. Đó, sơn matte này thấy không? Để lên ha. Rồi chút xíu mình sẽ phơi khô. Em ở Eden à? Ồ, Eden anh tới hoài gì? Hồi trước anh tới đó hoài mà em không gặp em. Anh tới tiệm ở bên ngoài đó, tiệm của anh Bình đó. Anh tới tiệm của anh Bình, anh có làm show đó mấy lần rồi. Tiệm tiệm anh Bình quên tên gì ta, ở bên Eden đó. Anh có hai tiệm đó. Anh Hoàng cho em hỏi top gel thường hay thấp. Anh Hoàng cho em hỏi top gel thường hay thấp đặc biệt của không không cho gel thường thôi em. Nhưng mà cái chai mát là em phải có vào, cái chai mát là đặc biệt là chai mát này của Chiso. Em phải mua cái chai mát này. Nhưng mà được cái là cái top gel của Chiso nó bóng lắm. Em hiểu chưa? Đây. Màu này màu nâu ha. Nâu. Nâu thì phải nhấp cho màu đen thôi. Chứ còn màu đỏ này cũng phải màu đen luôn nè, chúng ta màu khác nó không ra đẹp lắm. Rồi mấy em coi ha, mình sẽ bỏ vào đèn đây nè. Em bỏ vào đèn nha mấy bạn, bỏ vào đèn cái mình hơ cho nó khô 1 phút, cái nó khô hết thì mình lấy ra mình mới nhấp nhấp đó, mình mới làm mấy cái ombre được nha mấy bạn. Hơi đèn bà 60 giây ha. Cho em hỏi màu hồi nãy anh cho Vân em hỏi anh màu mới hay cũ anh em rồi. Vân ơi, màu này màu cũ hết em à. Đây là hoàn toàn màu cũ nha em khỏe không Vân? Lâu quá không thấy em. Em khỏe không? Đây mình sẽ làm cái màu này cho mấy bạn coi nha. Trắng hồng. Bạn chờ chút nha. Đây. Em ok anh khỏe anh khỏe re. Sau này 89 nha, anh sẽ làm cặp này cho em coi nha. Mấy em chờ chút. Để anh làm xong mấy em này cái đã. Rồi đây, lấy cái này ra. Ok. Đây là mát gel mình mới sơn xong nè, thấy chưa? Ok. Đây. Rồi bây giờ nè, mình sẽ làm cái màu màu này mình sẽ làm cái màu solid 37 nha. Coi nó ra như thế nào. Màu xanh này thử vô đây coi. Ok, rồi xanh 37 này. Bạn thấy không? Nhấp vô này. Thấy chưa? Rồi nó ra này, không nó ra này, phủ bụi đi này. Đó, bây giờ mình sẽ ghi vô là solid 37 nha. Solid 37, ok, solid 37. Ok, that is one. I'm gonna take it out. Okay, I'm gonna do solid 54. I haven't done them yet. Solid 54 here. Okay. Nè bạn thấy không? Solid 54. Okay. Này, phối bụi đi này. Okay. Okay. Nó hơi mờ đúng không? Cho thêm nhấp thêm chút nữa.
cái nào nó mờ mình cứ nhấp thôi, nhấp tới khi nào mình cảm thấy nó đậm đậm được rồi. Tại vì có nhiều màu nó ra không có mạnh lắm, tại vì cái pigment nó không có nhiều đó. Đây OM solid 54, okay guys, solid 54, I'm gonna put it on the side, solid plus solid 54, okay, I'm gonna put it here. Right now màu tím, I'm gonna do màu tím trên cái màu OM58A này, lúc nãy có không nhìn là không có được. Màu tím mình sẽ làm lên cái màu nâu nha, solid 6 nha. I'm gonna put it on solid 6 here. À, các bạn thấy không? Ok, that's good, right? Solid 6. À, phối bụi đi này ha. Ok, let me put that on solid 6. Anh cũng bình thường em. Solid 6. Chưa có đi làm lại nữa, ở nhà chán quá. Tiếp tục solid 6 nữa này, cho nó vô thêm cái nữa này. Ok. Đó, màu nâu đẹp ha. Rất là đẹp. Này, solid 6 này. Cộng này. Solid 6, ok. Ok, let me put that away. Ok. Còn cái này màu đỏ, solid 1, thì solid 1 đỏ này thì anh nghĩ là anh chỉ có đi vô cái màu 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 đen nó mới được thôi. Em biết không? Ok, here we go again. OM73A, đỏ và đen. Như vậy nó sẽ đẹp hơn, này, thấy không, các bạn thấy không? Đó. Easy nha. Rồi, tiếp tục nữa này. Rồi mình lại nắp lại nhé. OM73A này cộng này OM này 73 này A, ok, that's right there. Rồi màu này màu xanh, màu xanh này mình sẽ đưa lên cái màu này đi, cái là solid 10 đi thử coi. Ôi, nó không gà hạt đâu, này để này đẹp hơn này. À, đây đây đó, ok, that's better. À, mấy em thấy chưa? Màu này là màu solid 67. Ok. Cộng này. Solid 67, ok. Hai cái. Rồi cái đen này, em đen này thì bây giờ này nó nâu quá. À, nhấp vô thằng nào được cho nó ra được đây. Thử vô thằng OM60A này thì coi nó ra như thế nào. Ok. Bụi đi ha, coi này. Đó, nó ra này, không mấy bạn thấy chưa, nó ra trắng này. Đó. Này. Mình nâu thì mình đi lên trắng thì nó mới nổi lên được chứ không khó nổi lắm. Bạn thấy không? Đó. Đây. Này. Màu này là màu OM60A này, thấy không? Ok. Cho các bạn thấy luôn đó, cái màu OM60A đó. Này. OM này cộng này. OM này. 60A này. Ok. Rồi mình để lên đây. Rồi mình tiếp tục mình lấy màu đỏ này, mình làm thêm OM60A nữa cho mấy bạn coi này. Coi này. Đó, nhấp vô màu đỏ trắng này, theo em thấy trắng OM60A chưa? Đó, nhấp vô đó. Bụi bụi đi này. Ok, phủi bụi đi này. Coi này, phủi bụi đi nha. Thấy không? Em thấy nó còn không? Đó, nhấp nhấp này, thấy không? Này, phủi bụi đi này. Đây này, OM60A này, thấy chưa? Này, cộng vô nữa này. OM này 60 à, các bạn thấy chưa? Em gì đây, em gì đây, lúc nãy em nhớ cái màu trắng không? Bây giờ gì đây, anh sẽ làm cái màu trắng nó cho em coi. À, cái màu trắng anh sẽ làm trắng hồng cho em coi, ok, để cho em khỏi thắc mắc ha. Em sẽ thấy được cái cách của anh làm như thế nào. Bây giờ này anh sẽ dùng cái que này nha, là solid 89 đúng không? Đây, chờ anh đây, anh sẽ dùng cái que này đây. Anh biết luôn cho em coi này. Ok. Nhớ nha. Này solid 89 nha. Đẹp không em? Đẹp lắm. Nó màu rất là đẹp. Em sẽ coi lại, em sẽ làm lại những cái màu anh sẽ list hết cho mấy em coi. Đây là màu này solid 89 nha. Anh sẽ dùng cái màu đây, mình sẽ dùng cái màu base này. This is I'm gonna use the base here, ok. Này, mình sẽ deep cho mấy bạn coi. Nè. Mấy bạn thấy rõ không? Để ngay giữa cho mấy bạn thấy rõ. Đây, ngay giữa đây đó. Rồi, nè. Bây giờ này mình sẽ dip này ha, mấy bạn nhìn kỹ này. Ok, nhớ là sơn làm sao dip cho nó đừng có để nó bị đùng, đừng có để nó bị vón. À, hôm qua em kia nói vón này, thấy không? Đừng để bị vón. Thì mấy bạn phải sơn cho thật đều và sơn cho thật mỏng.
xong đó mấy bạn đút nó vào, mấy bạn à, ngâm nó khoảng chừng mấy giây rồi mấy bạn lấy nó ra. Các bạn thấy chưa, cũng hơi bị chút xíu này tại vì mình đè mạnh quá thôi, thấy không? Đó, nhưng mà nó rất là đều, đẹp không em? Rồi bây giờ mấy bạn coi lại này nha, mình chờ ha, mình phủi bụi đi ha, mình sơn lớp thứ hai, sơn lớp thứ hai cho mấy bạn coi này nha. Đây, sơn thật đều nha em, sơn thật đều, sơn thật mỏng nha em. Muốn mà sơn, muốn làm sao mà đừng để bị vón là em làm như vậy là khít cái nào vón lắm. Đó, em biết kiểu này là không bị vón, nó không bị cùng nữa đâu. Deep này ra rất đẹp. What is the? Yeah, that's the base. That's a dipping base. You see it, marches. Okay. Nè, các bạn lấy nó ra này, thấy không? Đẹp nha. Ok, bây giờ mình sẽ cất này qua một bên này. Ok. Này là solid 89 không mấy bạn? Mình sẽ phải ghi xuống thôi là mấy bạn không thấy này. Solid này 89 này. Cộng với OM 60A. Đúng không? Nè, mình sẽ làm là 8 89 OM 60A. Sau đó mấy bạn nhớ là mình phải activator, ok? Activator, ok. Now, activator, you let it dry. Ok. Let it dry. Ok, guys. After I let it dry, I'm gonna buff them. Ok, guys. Let me close some of this here. Ok, guys. Khi em yêu anh còn cô gái thơ ngây, nay anh xin chào cha em lúc ban đầu. Yêu em anh đâu ngờ duyên kiếp thôi xin, nay anh xin chào lại em câu yêu thương và em đã tặng. Ok, để mình đậy nắp lại chút xíu nha mấy bạn, để mình chờ thằng em kia nó khô rồi mình sẽ đắp, mình sẽ làm cho mấy bạn coi nhé. Yêu em anh đâu ngờ duyên kiếp phôi phai. Hello chúc em, rồi hát cho vui nhẹ rồi. Ok, lại em. Rồi bây giờ mấy bạn thấy cái này bắt đầu nó khô ha. Đây, mình sẽ buffer luôn, mình không vúa nữa tại vì thank you Edges. Here we go. She's gonna start buffing, okay guys. Go ahead and buff. Okay. Nè, go ahead and buff. Really good. Okay. Sau đó mình phủi bụi đi ha nhé bạn ha. And then you're gonna polish with the matte gel on top. Okay, this is the matte gel. Here we go. Want to see? Now the matte gel. Okay, here we go, matte gel. And then you let it cure for 1 minute, okay? 1 minute, okay? Now I'm ready to dip when it's done. Okay, I'm gonna close this baby down so it don't spill. Yêu em đâu ngờ duyên kiếp phôi phai. Susan, Tú Anh, em có khỏe không? Hả? Em khỏe không? Có chuyện chi lạ không? Ok, cái màu đẹp lắm em, cái màu đó màu solid 89 anh rất là thích. Yeah, I love that color. Okay. Okay, now let me polish some of this here because I'm waiting for that to cure, so I'm just gonna polish that. Make sure you up here you do anything you want, but when you go down to the bottom, you gotta be take it easy, okay guys? Like how I just did right here. Do not like poking into like that because it will create really bad. Okay. Now, make sure you seal the caps, okay, guys?
seal the cap so they won't chip. Whatever the remain is gonna get sticky and dirty, you can clean them out. See how I did that? I cleaned that out. No problem. No problema. Okay, now I'm gonna dip into the OM60A. Mấy bạn coi này. Thấy chưa? Nhấp nhấp không? Thấy chưa? Nhấp nè. Nhấp bên ngoài thì là nhiều lần vô, ok. Tại cái màu OM60A này nó là khó làm hơn tất cả những cái màu khác. Rồi bây giờ nhìn lại nè, nhìn kỹ nè, lấy bụi phủi bụi nè. Đó, em ơi em à, em đâu rồi, em vô đây coi nè. Thấy chưa anh làm nè, thấy không? Này, coi anh sơn cho em coi, ok. Để anh đẩy nắp em này lại cái này, phủi bụi đi nè, thấy chưa? Thấy OM60A không? Muốn cho nó trắng nữa thì mình tiếp tục mình đắp, mình đít vô nữa, mình nhấp nhấp ở bên ngoài nhiều vô. Rồi lâu lâu mình đút vô cái là mình nhấp bên ngoài là mình đút vô cái. Đó, thấy không? Thì như vậy thì càng làm lâu thì cái trắng nó càng nhiều. Đây. Rồi, bây giờ cần làm chi? Làm sơn đúng không? Làm mấy em coi nè, anh sơn lại nè. Ok. Sơn làm sao mà chạy được? Mấy em sơn giống như dàn sơn nè. Ok. Ở trên này em nhấp thoải mái này, thấy chưa? Ok. Xuống dưới đây này em kéo nè. À, thấy không? Đó, thấy chưa? Kéo vô nè. Đó, ôm vô nè, thấy không? Đó. Nhớ nè, chu cho nó sạch đi nè, để nó khỏi dính nè. Thấy chưa? Thấy ôm rê trắng hồng chưa? Em ơi em à, em kéo thế nào mà nó bay hết là như thế nào? Thấy chưa mấy bạn, thấy không? Dễ dàng mà. OM60A. Đấy. Và sau là 89 là một cặp của nó. Một cặp tình nhân. Sau là 89 gặp nhau OM60A. OM60A gặp sau là 89. Cặp tình nhân gặp nhau. Cọt. Ra cặp ombre. Thấy chưa? Ngon lành nè. Phủ này sơn tiếp nè. Sơn nhẹ trên mặt này, thấy không? Xuống dưới nằm xuống. Kéo. Nằm xuống kéo. Ok. Nhấp vào cái đầu chùi sạch này đi. Thôi nó dính vào cái cỏ. Ok. Đó, thấy không? Nhấp xuống. What happened, actress Morales? Que pasó? Que pasa? Ok, chùi sạch đi ha. Được không em Phương? Nè. What is this top gel? This is a top gel, yes. It's a black diamond top gel. This key, you have to key on the light, Morales. You have to key on the light, okay? No light, no working. You have to get light. Nè, bây giờ sơn trắng này. Nhấp ở trên này, thấy chưa? Okay. Từ từ đi kéo xuống dưới này, nằm xuống này, thấy chưa? Đó, trắng này, đỏ này, thấy không? Đó, mấy bạn thấy đó. Ôm vào từng ngón tay cho nụ hôn phơi nắng, bỏ lại dòng sông ngơ ngác sau lưng và nỗi đau này. Các bạn thấy không, nhấp này nó bị dơ này, thấy không? Đâm ra mấy bạn nhấp ở trên đây, nhấp nhiều vô, nhưng mà đi xuống dưới là mấy bạn không được nhấp nữa. Đi xuống dưới là mấy bạn phải kéo nhẹ như này nè, đó. Thì như vậy nó mới đẹp hơn. Thấy chưa mấy bạn, thấy không? Thấy không? Nhẹ nhàng này, thấy không? Đó. Thì là nhẹ nhàng, nhưng mà nhớ là phải seal cái tip. If you don't seal the tip, they chip off easy. So if you seal that tip, ok, no problem. Anh ơi, nếu mình đắp bột sau đó làm ombre một nhà có được? Được em ơi, Tố Châu. Được, thoải mái luôn. Em muốn đắp hay là em muốn làm sao không thành vấn đề. Ok. Em đắp cũng được, em dip cũng được, em làm cái chi cũng được hết đó nha. Đó. Còn nếu mà em đắp bột thường lên, xong rồi em sơn treo lên, xong rồi em làm một nốt nhạc cũng được luôn nha. Em cứ tự nhiên thoải mái làm cái kiểu đó. Có nhiều người sơn treo lên á, trên cái móng bột nha. Chứ anh không nói móng giả là móng nhà nó dễ bị chóc lắm. Mấy bạn nhớ là mình bỏ vô móng bột đó. Rồi đó, mình bỏ cái đèn 60 giây đi cái đã nha.
lấy ra cho mấy bạn coi. Đắp bột lên ha, mấy em đắp bột lên xong rồi mấy em làm gel, gel màu á, gel màu xanh, màu đỏ, màu vàng tùy theo gel đó. Sau đó mình hơ đèn mình lấy ra, rồi mình sơn cái mát này lên, rồi sau đó mấy em nhúng vô cái bột mới làm ombre một nốt nhạc tuyệt vời nha. Mấy cái đó là tuyệt vời luôn, không có gì mà là ấy hết, rất là đẹp, đẹp lắm. Bữa nào anh sẽ làm like cái đó cho mấy em coi, là đắp bột thường, sơn gel rồi làm ombre một nốt nhạc, đúng không? Ngày hôm nay là mình hết rồi, hôm nay là coi như là mình xong rồi, mình bye bye, mình đi ăn, thấy không? Rồi sau đó mình sẽ tính sau. Nè, sơn đẹp chưa? Cái màu ra cực kỳ đẹp luôn, không có chi tấu châu ơi. Em có thắc mắc gì cứ inbox cho anh. Còn những bạn nào mà inbox mà không có thấy trả lời thì mấy bạn bấm vào cái số điện thoại đó. Tại vì trong cái Messenger á, nhiều khi mình không có friend với nhau đó, mấy bạn có gọi cho David nó cũng không có rèn. Mấy bạn có nhắn tin David cũng không có thấy. À, thì đâm ra là những bạn nào có thắc mắc thì mấy bạn có thể gọi thẳng vào cái text nha, đừng gọi text. Text cái số điện thoại của David là 407 455 3129. Tại vì nhiều khi mấy bạn gọi mà trong cái công bây giờ nó không đúng mình không trả lời. Nhưng mà mình text là David, khi mình nhận được text là David trả lời cho các bạn, tất cả các bạn. Thắc mắc gì, như thế nào, làm cái gì, bạn có thể chụp hình bạn đưa lại cho David coi. Rồi David sẽ nói cho mấy bạn biết mấy bạn đang làm sai những cái gì. Như vậy mấy bạn dễ học hơn. Tại vì thường thường mình đi học đó mà người ta không biết nói, người ta không có nói cho mình làm cái gì sai. Bạn không thấy được cái sai của mình thì các bạn không bao giờ biết học được. Các bạn phải biết là mình đã làm sai cái chỗ đó rồi, ok thì bây giờ mình thay đổi cái sai đó. Bạn hiểu chưa? Thì như vậy là cái cách học dễ nhất. Đấy. Rồi. Hello Huỳnh Mai anh like cái anh vừa nói đi anh đắp bột thường sơn gel rồi dip ông đây một nốt nhạc. Ok, ngày mai anh làm cái đó cho em coi ha. Hôm nào cho em xin một ngón 3D nha anh. Ok Vân. Anh sẽ làm 3D cho em. Anh làm cho em 3D xong lát ra 4D đó nha. Hà Vân. Hả? Đừng bắt đèn anh nha. Anh làm 3D em xong ra 4D em đừng bắt đèn anh nha. Thường thì deep mấy lớp? Thường thường deep 2 hoặc là 3 lớp em, có thể tùy theo. Em có thể là anh có thể deep 2 lớp, em có thể deep 3 lớp tùy theo. Có nhiều màu em deep 3 lớp đẹp. Nhưng mà David thích lớp thích deep 3 lớp hơn. Là vì lý do David deep 3 lớp á. Thúy Trương, số phone của anh là 407 455 3129 nè, 4 nè, 0 nè, 7 nè, ok. 4 nè, 5 nè, 5 nè. 3 nè, 1 nè, 2 nè. 9. Đó, số phone của anh đó. Mấy em chụp hình, mấy em làm gì làm, mấy em text vào cái số phone đó cho anh. Mấy em có thắc mắc gì mấy em cứ text thẳng vào số phone này cho anh. Thì anh sẽ trả lời, tại vì thường thường text cho anh là anh trả lời hết á. Nhưng mà khi mà vô Messenger là anh không thấy, anh không trả lời với mấy em được nha. Nè, mấy bạn thấy chưa? Đó, đây là những cái màu. Mộng Thủy ơi, Mộng Thu ơi, anh sẽ làm hết ra một lạt như vậy nè. Rồi anh sẽ chụp hình, anh để lên trên Facebook đó cho em coi ha. Đây, mấy em coi đây. Ok anh nha. Nhớ thì cái thắc vào cho anh, xong rồi chụp hình cho anh coi, có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh. Anh còn làm nhiều lắm, anh chưa có làm xong. Nhưng mà ngày hôm nay là mình xong rồi, mai mốt anh sẽ làm thêm. À, mấy bạn thấy không? Một bịch luôn này, tha hồ luôn, đủ kiểu, đủ màu luôn cho mấy bạn coi này. Mình sẽ làm ra nhiều lắm, thì mình sẽ làm ra hết. Các bạn chỉ cần theo số này thôi là mấy bạn là làm là ra cái màu này, thấy không? Đơn giản, đẹp đẽ, dễ thương. Miễn làm sao mấy bạn kiếm tiền được rồi, đúng không? Nè, mấy bạn đâu phải cần phải lo đi tìm màu chi, David đã tìm màu cho mấy bạn rồi, đúng không? Rất là nhiều màu. Và David sẽ hứa nói cho mấy bạn biết luôn cái màu nào là 5 giây, 3 giây mà cái nào là 60 giây. David sẽ nói rõ luôn cho mấy bạn thấy được luôn. Đó, là mấy bạn cứ thế mà học theo thôi nhé. Rồi, bây giờ như vậy này, chúng mình sẽ chia tay. Mình sẽ hẹn nhau vào ngày mai.
Ok. Ngày mai là mình sẽ làm đắp bột thường. Mình sơn gel rồi mình làm ông game một nốt nhạc đúng không? Mấy bạn chịu chưa? Đắp bột thường hay là đắp bột thêm ngày mai là mình